Hello, chào bạn. Thì hôm nay mình ung ít cái video bạn. Thì hôm nay mình với Nguyễn cũng rảnh, giờ hai anh em mình sẽ làm thử thách đi mò cá nha bạn. Thì hôm nay mình lên cái vườn ổi của mình, mình sẽ dẫn mấy bạn đi mò cá. Giờ mình với ba Nguyễn đi thôi. Đây là vườn ổi mình các bạn, mời các bạn tham quan nha. Cá nhóc trời nè. Ăn trái ổi xuống mương mò nó mới ấm ấm. Dữ vậy sao? Ổi mình bao la luôn các bạn. Được. Ngon. Trái gốc vô nhà luôn nè. Quá gì gốc luôn. Hôm nào mà muốn ăn ổi vô nhà, vô vườn ổi mình ăn bao miễn phí luôn nha. Chứ mình không có ship. Gốc trâu nè. Giờ mình đi về về đẳng mình mò lại. Đi Nguyễn ơi. Đây, go. Mình xuống mương mình mò các bạn. Chắc này cũng đâu tính coi đồng hồ, hồi bọn họ cả ngày cũng đâu khoảng 11, 10 rưỡi, 12 giờ vậy. Vườn này lâu quá anh mò không biết có cá không. Ngang trên trời mình mò nãy giờ được cũng được 5-6 thước mà không thấy cái hàng nào cho các bạn. Hổm cha mẹ với mình nói trụ cá nhiều lắm sao mà không có hết trơn nè. Ê đủ này không có nuôi luôn nha các bạn. Tự nhiên sao nay cầm xô này thất bại quá ta. Lần xã hội không còn con ngốc đi em mình. Còn có hai anh em mình à, thằng Quang Bạch với Đô nói cuối tuần nãy về quay với hai anh em mình, nó không biết nó có về không, nói vậy hay là nó chơi. Dậy dậy lên. Con bu đó bạn, cầm bá luôn nè. Đừng con cua. Chuyện này chắc bắt ốc với cua. À, kìa ta. Mày có tiếng bộ biết sao? Được ốc bu của hổm toàn ốc bu vàng không à. Bu. Tiếng bộ hơn. Phóng sinh mày đi. Quá nhỏ mà. Nhỏ. Có hang mình không vô ta. Biết chưa mà xuống xuống mương này nó ấm lắm. Sao rồi sao rồi? Có cá. Cá gì? Chú kiến. Bỏ vô cái xô để anh bà đi chứ đi đây. Họ không có ăn quá. Lật ra lật xuống ngoài luôn. Sớm đi quên lấy cái thao theo. Kiếm thưa còn không? Mương này ít hàng quá mà. Theo để luôn rồi. Vườn này đào mới có 2 năm gì nên chưa có hang nhiều. Anh chả nãy cha mình có giăng cái lưới cho nó, hồi mình trên thăm cái lưới thư con. Mày ơi. Con gì con gì? Cái là kiến, cái là kiến nữa. Nữa hả? À. Lụm lụm. Bự không? Bự không? Cái kiến này không bự quá. Đâu rồi? Dạ. Vậy ra vậy ra. Dướng ảnh này. Dạ mày. Dạ. Đây, con nó nghe các bạn. Ừ. Đó. Đẩy xô đó được rồi. Còn á con á có lý rồi đó. Sao rồi? Con gì? Mày tự nhiên chung vô hán tao mày. À. Đố. Con đang vậy. Trời ơi. Sò lông. Đây nè. Đó. Tự nhiên chui vô hán à. Ừ tự nhiên chui vô hán à. Cá này tới số rồi. Trời bá luôn rồi các bạn. Quá dữ. À. Rồi xét cá rồi, xét cá rồi. Tiếp. Có hàng còn không? Hết rồi. Trời tính đi quay lại có cá nữa rồi. Trời tới số nữa rồi. Con gì nữa? Cái lô kiến. Trời bá luôn. Có chui vô hán nào không? Không, mày chui vô hán nó quậy một cái chắc bỏ cái hán luôn quá. Nè. Nó đi ngược. Dạ. Rồi. Nó đưa cái ngạnh ra. Rồi. Ây. Tuyệt vời các bạn, để em coi cái hang còn nữa không nè. Trời bá luôn. Từ từ nha. Ôi ta. Một con nữa. Không cầm cái xô để mương được. Rồi là nó ngã. Mày cầm thao mới thê được, mày cầm cái xô thất bại. Ừ.
đó nè nha. Ui, đây là coi kêu là con chim chép, đây là con chan chan. Đó, mình đi mò cá thử thách kiếm cá ăn, bây giờ gặp tay lưới cha mình văng đâu hôm qua nãy mình mò ngay luôn rồi đó nè bạn, nè nguyên cái lưới luôn. Đâu rồi, sao rồi, sao rồi, có chưa tình tình đâu rồi biết kiếp, còn khúc tốt tốt còn kia nữa kìa, để cuốn thôi đừng con nha bạn. Mương này cá rảnh nhiều vô tình cha mình đặt chuyện qua này mình dở luôn. Cắm xô đi Nguyễn, chắc đầy xô quá. Chưa được quan rồi, anh xô lại, anh xô lại. Ừ, đó bạn thấy sao đó. Đó, con này con gì chào bá luôn nè, nó giống như chân trang mà nó nở hơn. Nè hỏi nhà chồng nè, thấy ghê chưa, qua dữ cuốn lưới của cha mình luôn nè, con sắt nha. Có nào nguyên lưới dính đừng con cá không ta? Ui lẹ lẹ lẹ, sảy sảy, còn con dưới kìa, cái đâu kiến dưới kìa, đâu giật lên cái miếng nữa, chưa cái cá rảnh, cái cá rảnh con cao kiến á, rồi chuyện này bỏ lưới vậy đó. Cái lưới này hỏi mua cho cha mình văng có 15 mét à. Ôi chứ này chắc là bỏ lưới thiệt quá. Chưa. Cái này thường kho hạt chiên ăn cơm ngon lắm à. Nhưng hồi mày sẽ làm món nướng của tao. Đây, đây. Thì nó coi, nó coi. Nè nè. Bộn các bạn. Còn cái lưới bỏ lưới luôn rồi. Quá nhiều luôn. Đây kìa kìa. Đâu đâu. Rồi, bỏ cái lưới rồi. Trời ơi là trời cái lưới. Lưới xài đừng lần nghe bạn. Trời. Này có một bánh đô vậy cả phụ mà. Quá trời lưới rồi. Bỏ luôn rồi. Thôi. Để lại thì dừng cũ đi lấy thôi. Chơi mình gỡ xong cá hồi mình vũ cái lưới mình đem cái qua lấy cái lưới này qua cái mương khác mình văng mình mò nữa là có cá nữa. Hôm nay là lo cá rồi. Ui, cút nặng coi có không? Đặt cá đồ kiếm mà dính vô cái lưới ba màn này thì thôi rồi. Bỏ luôn. Cá này như có trứng nè. Trời để xé luôn á trời. Bứt luôn. Nó dính kỳ như trời. Rồi luôn. Quá trời rồi. Dính quá trời dính luôn các bạn. Giờ xé luôn chứ không còn đường nào nữa. Nè xé luôn. Đây là trời bé ngảnh hết trơn rồi. Coi nào xé xong cái dãy bản tiêu không. Dễ gì. Đây con nè. Rồi kìa. Tội nó che quá trời che rồi. Con cá này dễ gỡ hơn cá nãy nè các bạn. Cá nãy nằm dính có 20 lớp luôn. Bây Ê, ngon nha. Vô tình gặp được tay lưới này mình mò cái nó vô hang á. Nó lộn nó dòm lại cái lưới á. Ui, cá phi. Lâu quá mà cá phi không mày. Lâu quá trời lâu rồi. Cái vườn mình sau này có chứ lúc trước là ba cái ổi mình còn nhỏ á. Người ta dễ đi xịt lắm, giờ ổi lớn người ta vô xịt không được. Đúng rồi. Chắc cách lưới nữa quá. Hồi đó có lần mình quay trên đây đâu có nào đâu. Ừ, lần đi mò là bành viên đô là không có con cá luôn. Con nghe bạn, cá phi. Quýt quýt. Lên bờ. Con. Con cá bự. Cá bự. Nó tới một chuyện thì chứ. Ui, có lưới lại dữ quá. Ủa đó. Đây đây, cái này có trứng luôn nha bạn. Đó, rảnh. Quá bự luôn. Đông tiền cá này là dục đông tiền rồi. Kìa trên đó kìa. Đó, hồi nhớ lộn kìa mất tiêu ổn nha. Cái luôn. Tiếp. Khúc nãy có chừng còn đó. Đây. Kìa còn con nữa kìa. Kìa nó quậy lắm. Cái này mới dính nè, nên dễ gỡ. Lụm. Hai con cho luôn. Trời không có sặc vô dưới trời. Cá sặc này chắc ăn ổi bự rồi đó. Đó, cá sặc bự, sặc răng nha các bạn. Thường cá sặc đẹp nó bự, mà cá sặc răng nó bự dữ trời.
lần đầu thấy luôn. Cái này coi, bán tay luôn. Bằng cái gùm mề ạ. Cá sạc gần này ai nuôi mày dữ cha? Cái này ai nuôi được ra, cái này vô tự nhiên đó. Bự dữ hả? Ừ, tại không ai xịt, nó còn xịt mấy cái này chết chứ trước nè. Mấy này dễ xịt lắm. Để cái mương nào mà sáng thấy cái này mà nói nổi đầu là nó là hôm bị xịt rồi đó. Mương này không thấy cá lóc luôn nè. Ừ. Cũng kỳ ha. Quá kỳ luôn. Đây con cá sặc răng nha các bạn. Quá ghê. Lên liền nó cái nóng nó hồ. Ê ê ê ê. Ê ê ê ê. Đừng sảy nha. Ê. Con dễ, con dễ. Ông chạy máu tay luôn rồi. Ừ. Rồi. Máu luôn rồi. Con họ tao cái ngay cái đầu đó nè. Năm tao hai dứt rồi. Trời á. Cá này chắc năm ngon quá. À, anh ăn cái đầu em. Dám đâm cả. Mấy cá này được nọ ỏi nó nuôi quá trời rồi. Mỗi lần ở rụng mà ăn à. Được bự các bạn. Tuyệt vời. Quá đỉnh luôn. Trời. Ê. Trời. Hết rồi các bạn ơi. Xong rồi. Già đầu quá. Thì mương nó ở đây. Thiệt chứ, thiệt mương nó coi. Ok luôn. Mình tiếp tục dăng cái mương thứ hai nha các bạn. Nãy giờ gỡ lưới cái tiếng đồng hồ á. Mọi mương này nó chắc đủ ăn rồi. Nhất cá nhiều quá dư đem về nhà dành. Có đâu. Cá mình chua cũng được. Muốn dăng cho các bạn thấy cái vườn mình coi nó nhiều gì á. Khoi cái mối mấy bạn lên lấy hết trơn luôn. Lỡ lưới này cực lắm các bạn ơi. Rồi dính mình chơi này. Lưới ba màng mà dính thế nào chưa nói. Rồi. Gỡ tới đâm heo luôn. Mình dăng cái lưới này xong nha các bạn. Giờ mình đi đẳng mình đùa lại mình mò một cái nữa. Nó là nói ổi nhốt. Bào là. Giờ mình xuống cái mương thứ hai nha các bạn. Mình giờ chơi thật là mình đổ cá vào lưới. Hàng ít quá à. Lắm. Con gì con gì. Ui sâu quá. Sâu mà tay nhỏ. Đây. Wow. Con gì đây. Con này hơi thả đi. Phát hiện được một con cua cái. Bắt cho bạn xem rồi thả đây nè. Đâu đâu. Ô con cua với con. Con cua dân cốc á chú hang. Wow. Ui. Gì. Gắn à gắn à. Cốc. Thôi bỏ đi ghê quá. Nhắm sàm. Nè. Con gì con gì. Cá phi. Dính ai, dính ai. Ôi chết rồi, cái hang này nó nhỏ á. Cá nhảy hay gì vậy? À, như cá nhảy á, ông cóc chứ. Cóc gà đó. Dạ. Em cá phi này, cứng đầu quá. Bắt đầu vô không à. Giật cái đuôi nó. Cái phi thôi hình đuôi cái đó. Nó kiến. Thôi ra rồi, ra rồi, ra rồi. Rồi. Wow. Đậm. Rồi sâu hút nè. Trời. Giúp em bước. Có còn không thử đi cặp không à. Qua đây. Bạn nhìn không? Quá trời ổi luôn à. Quá dữ. Cái này đang một cá đang ổi nữa chứ. Để chút ăn đi hiếu nguyện. Chán miệng, chán miệng. Chán miệng hả? Rồi, con cá. Chung chuyên môn. Rồi, dài đẳng rồi đó. Sao rồi đây ca? Mương này ít hơn mương nãy rồi. Trời ơi, con sò. Chết béo.
tới tay lưới nha các bạn. Có không luôn nè. Tới tay lưới nha các bạn, dẫn tới lưới thử có cá không. Kỳ trời. Rồi luôn. Ui 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 ui. Đứng con nè. Quá ghê gấp luôn. Thua mừng nãy các bạn. Tại như đây cũng đủ sống rồi. Chưa cầm. Ui nó ra gì dữ vậy. Rồi. Dạ yeah, anh lỏ hơn cha anh rồi. Đang gấp nãy đây. Lỏ đang con nè lỏ. Rách lưới luôn. Cái này chắc chưa người ta ca hát ồn các bạn thông cảm nha các bạn. Chưa, cái văn nghệ chưa. Rồi hết trơn. Giờ mình với Nguyễn tiến hành đi nướng cá các bạn, như vậy đủ ăn rồi. Các bạn theo chân hai anh em mình đi nướng cá thôi. Let's go. Let's go. Sớm giờ mình mò được như đây với văn lưới nè bạn. Một con, hai con, ba con, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, chục, nhiều chưa ta? 11. Quá nhiều luôn. Dạ, 12, nhiều chưa vậy? 13, 14, trời ơi 15, 16, còn chim chép nữa. Ê, 17 con. Chỉ được 3 ngóc. Giờ mình tiến hành rửa sạch cái mình đi nướng nha các bạn. Giờ mình đốt than nha các bạn. Chiếc này cũng ngắn, chiếc này cũng gần 12 chân mấy còn 1 giờ. Đốt than xong cái mình đi quá viên mấy trái cóc với mấy trái dừa hồi uống trưa nắng khát nước quá. Đi sinh tồn có đầu tư, phải đầu tư mới có ăn chứ. Cài điều nghe giờ để đây nghe, mình đi quá gì mới cho cốc nha. Chô cho kỹ nha, chỉ hái một lần một thôi nha. Ok luôn. Đây là vườn của bác ba mình nha các bạn, bác của mình. Các bạn thấy chưa? Nó đó. Cái này với muối ớt là bá phát nè. Trên chùm này đây. Khai đầu. Nãy mình có xin bác ba mình mấy trái cóc nha bạn. Giờ mình đi qua xin hai trái dừa chú Sáu mình. Trời vậy không đó. Bây giờ mình để mấy trái cóc xuống nè. Mình đi vô vườn dừa chú Sáu mình nè. Cái bên đâu nè. Quay Nguyễn. À dừa Sáu nè. Đi theo mình nè các bạn. Thấy Nguyễn này. Đâu. Bác Sáu chuẩn bị vô nghe bác Sáu. Mình kêu bằng chú Sáu nhưng Nguyễn lại kêu bằng bác Sáu nha các bạn. Giờ hay sao? Hai này hay đó. Sao cũng được. Mấy trái? Hai đại hết nguyên cây đi. Căng không mày? Không thấy hơi căng rồi đó, thấy hai trái đủ rồi. Mình nói xin đi Nguyễn. Bác Sáu ơi, con xin hai trái dừa, con với này cậu nghe không sao? Vì hai chút xin sao? Trời. Yeah. Giờ mình về đắng mình nướng cá lục nha các bạn. Mấy các bạn không thấy mình vô vườn ngõ là hiểu rồi đó. Rồi. Chức mẹ cho này. Căng thì chứ. Đây là chiếc lợi phẩm của anh em mình đây. Giờ mình về căn cứ của bạn. Về căn cứ của mình nướng cá. Đi thôi. Let's go. Giờ tới mình đi hai trái ỏi nha các bạn. Ỏi này ỏi nhà bao buffet. Cái này được không? Được hai trái thôi, hái nhiều ăn hết. Thử cặp thứ nghe ngon không? Cặp luôn hả? Dữ vậy? Ỏi nhà mưa. Đây.
Dạ thầy. Mời mày nha. Giòn không, giòn không? Chắc là không giòn đâu. Ngon thiệt mày. Phải số 1. Nướng ăn cá nè các bạn, nhìn nè, hấp dẫn không nè, đó. Coi đồ nguyên. Chàng kẹo luôn. Thứ gì mà chịu nổi miếng cá này. Miếng cá đầu tiên nè. Hồi nãy nó còn chàm bá luôn, cái mình rửa á. Sống sụt gì nè, không tấm tiền. Buồn hết sức. Câu kiến nhanh thiệt. Trời. Rồi gớt luôn à. Cá nào còn sống. Năm qua ăn cánh đi Nguyễn. Ăn cánh cá nè, cá phi nè nè, nó thấy chưa. Đó. Quá ghê luôn. Còn mấy con. Sướng cái mồm. Nãy giờ hai anh em mình nướng cá cũng chín nha các bạn, giờ mở bàn chiến nha, nhìn cá nè, ngon thôi. Tuyệt vời. Chiến nặng vô. Chanh chấm với muối ớt Tây Ninh thì thứ gì chưa nói. Đói rồi. Đó không? Đói. Cá nè, nước dừa nè, rau ôm cốc nè, thứ nào chịu nổi. Đủ loại chăng luôn. Vô bước chân cá à. Mời bạn cá đầu kiến à. Ăn gì lấy đó Nguyễn. Cá đầu kiến à. Yeah. Wow. Trời này vẫn nắng các bạn, ngồi ở gốc ổi mà cũng nắng nữa đó. Nướng chín quá dính luôn. Mời các bạn à. Nó có cái trứng nè. Rồi đó. Xuống. Mời bạn cao kiến nha. Này có gan kèm luôn. Mày bé hai cho ai mà giục đâu rồi. Quên hả? Vậy thôi, hỏi đi, con cá đi. Trời ơi, ổi bao anh. Mình ngồi liếm này trái nhỏ mà. Liếm bên kia trái bự. Biết lâu ăn cá là đi mồi nè. Cháo kiến vậy ngọt hẹp. Nhớ cái đầu này, nhớ ai không Nguyễn? Cái đầu là trường đô. Trời. Cái đầu này. Cái tóc này. Không có mần, cái đầu nó hơi dơ. Bỏ đi. Giờ ăn cá phi nè. Cá ngọt. Đại ca ơi. Đang diễn đồ xinh chưa? Rồi cá trắng phiếu. Cá đi ăn cắp sao? Thịt gì đâu mà trắng phiếu nổ mà vậy nè. Các bạn nha. Ôi là trời. Sướng. Mà đã luôn. Đúng là không có ngon gì, yên thì không có gì ngon bằng cái thứ mình tự làm hết. Cái lòng là ngon nhất luôn bạn. Cảm cái cọc khúc xương. Đã. Động mình là bắt cá thường cá phi với cá lầu kiến với kiếm cá lóc cá chay khó à, không thấy luôn, không có luôn á, lâu lâu nó xì xì á đến đường con. Thịt nó trắng à, cá mà nướng nè, nhức nướng nè.
vừa vô cá khát nước quá trời luôn. Thịt cá nó hỏi luôn, mới nướng xong không hỏi. Chốt trời, vừa nè uống bao phê. 1 2 3 vô. Ngon ngay luôn, ngay luôn cả. Tiếp dội cá rất chín cả tiêu rồi, chín giờ quá bỏ đi. Thử ốc này, ốc lấy gì lấy ăn trời, em hỏi luôn tự luôn. Mà bạn ốc nha, sao rồi hứng con à. Thứ gì bằng cái lòng hôm nay mình cũng kẹt chuyện lắm, mình ít quay video, nếu bạn thông cảm giùm con số bạn hỏi sao không quay video, tại mình đi dạy sáng chiều bạn còn nguyện thì hơi cắt cỏ, ai cũng bận, ai cũng bận chưa, hôm nay được rảnh đó nên mình nghĩ mình rủ nó đi một cá thử thách thôi, có cá không. Quách diêm hoa ớt Tây Ninh, bay ngon luôn. Các bạn vô một nhát, hai nhát, ba nhát. Chắc mình ăn cóc hai cá quá. Cóc ngon hả? Cóc ngon hơn luôn. Còn cá nướng thịt dê. Nhỏ em ăn cá là thấy nó tanh tanh là thấy ói liền. Vậy đó hả? Giờ nó chơi muối rồi. Dạ ăn vậy rồi. Cái nhỏ thôi. Muối Tây Ninh mới mua. Đó. Ai cũng có hai lỡ hết. Tóc này còn ngon, không chua lắm. Cá đi, cá đầu kiến ăn được cái mình à. Cá kiến mình khoái ăn lắm các bạn. Nhớ chữa đầu ngọt. Chưa? Nhớ chữa đầu chữa luôn. Đã dục tiêu rồi, uổng quá. Cá lục kiến làm gì ăn ngon nhất. Nhất là gì à? Xả mà. À, lục xả. Đúng rồi. Cá kiến lục xả thì nhất nách nữa. Nè, con thịt nè. Lâu lâu ăn cá nướng sướng. Ăn nước à, không nước à. Vừa nhà chồng phải ai ổ đó ổ thử con cá sặc coi
gần, sức gần bự lắm nghe các bạn. Ăn lọc da, ta nướng cái da nó cháy à. Cháy ngon da. Trắng phiếu mơn rô gì vậy đó, biết có nó gì không, nói gì đâu Nguyệt. Làm cái tròn nó không ta? Tròn gì? Vậy phải tặng cái tròn anh chứ. Cho nó đi luôn rồi sao? Hàng gì chứ, hàng nó khó tính lắm à. Tính nóng như kem. Nóng như kem. Mời bạn ăn cái sặc gần nha. Chảy một hồi chưa? Mai mình tặng gì chứ? Không được. Không biết là bất ngờ rồi, bất ngờ. Để mời vậy để tính. Ok luôn. Trời nóng. Cá mới nướng gà cũng nóng. Nóng yếu rồi các bạn. Đó. Cặp miếng. Đâu? Cặp miếng có. Được không? Ôi trời nó ngét. Đã. Vô. 2, 3. Vô. Vô. Đã chưa? Đã. Kết thúc rồi. Ok. Trời trời nó sạch. Thì video thích một cá của hai anh em ở đây kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy hay, các bạn nhớ cho anh em một đăng ký, một like, một chia sẻ. Bye bye các bạn. Bye bye.